chia tay các bạn đi lên học ở Hà Nội ấy, là vào một cái đêm trăng sáng của rằm Trung Thu. Và lúc đó tôi là đang thiếu nhi. Thế cho nên là tôi đi mà mấy chục năm tôi cứ nhớ mãi hình ảnh đó. Thì mãi đến cách đây khoảng chừng 5-7 năm tôi mới viết một cái tác phẩm để kỷ niệm cho cái đêm ấy. Chính là cái bài Những Đêm Trăng Sáng.